nâng cấp Sirius 110 lên full 175 tại tiệm sửa xe khách. Thay nguyên full bộ 175 mới 100 nha nè. Thay nguyên bộ đầu lòng 175 vô luôn nha nè. Yamaha Sirius 110 nha nè ha. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng cho anh em. Đi tour đi phượt rất là ngon anh em ha. Yamaha Sirius. Lắp ráp đã xong rồi nha nè. Giờ chuẩn bị cho rô đai. Đầu lòng mới 100 nha nè. Mới 100%. Full 175 anh em ha. 175 phân khối. Xe này làm để đi tour đi phượt nha nè. Đi phượt Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết nha nè. Chạy không nghỉ anh em ha. Này làm bài bền nha nè. Full 175 bền, bền mạnh. Bao tốc độ nha nè. Bền mạnh. Tiết kiệm xăng. Anh em nào có nhu cầu lên cái gấp máy lên cho mạnh bốc tiết kiệm xăng để xe đi tour đi phượt cho nhanh thì qua tiệm xe Khánh nè. Tới địa chỉ 462/15, đường 3 tháng 2, phường 12 quận 10. Anh em ở xa không tới tiệm thì một là gửi xe cho Khánh nhận xe làm cho anh em, hai là Khánh gửi full bộ về cho anh em đem ra tiệm sửa xe lắp ha. Ship hàng Hàn Quốc nha anh em. Anh em liên hệ số điện thoại qua Khánh để mua hàng ha. 038 9910 535. Yamaha Sirius. Có nhận được tất cả các loại xe nha anh em. Quay rim Future, Suzuki Jupiter, Exciter, FZ, Winner, Sonic. Các loại xe 50 muốn nâng cấp lên máy lên vẫn được anh em ha. Hai, chào tất cả anh em.